Chiều Loan này là ghé qua cửa hàng chị Hồng Mơ chơi nè cả nhà. Mới tới là chị Loan. Đang dâu mình. Đây là team mình cũng đi ngang qua chỗ chị bên ở chú Bình Vui ghé qua đây. Tình cảm gặp chị Hồng Loan cũng ở cửa hàng Mơ chơi. Cả nhà. Thấy cái chân không ạ? À, có khách đang làm ở trong á. Đi qua miếu phẩm, đi di chuyển qua chị cứ hỏi chuyện mà chiều luôn ở đây các bạn. Đi dâu cho mấy ngày rồi cũng chạy trình bày về cửa hàng chị Hồng Mơ nữa các bạn. Quá trời luôn. Em lo nó ngồi ở trong kìa. Cả nhà ơi, thì chị bé cũng nói là còn khuyến mãi 20% cả nhà, đến 30 tháng 4 mới hết hạn của chú anh chị. Cô chú anh chị mình biết cái thông tin này, cô chú anh chị mình hãy ghé vào cửa Phun Xăm Thông Mỹ Hồng Mơ cả nhà. Số điện thoại là 0937 và 095030 133 Cù Lao, quận Hơ, quận Phú Nhuận của nhà. Mình để đến mấy chị em phụ nữ đến làm đẹp ha, cô chú anh chị. Thì nói chung thì nhân viên còn đang làm ở trong đó cô chú anh chị. Chị Hồng Loan có mới ghé phía trong để giao những cái mỹ phẩm trưng bày ở tại cửa hàng Hồng Mơ cô chú anh chị, cho các chị em phụ nữ mà khi đến làm trưng bày sơ môi thì mấy chị em cũng thấy nhãn hàng chị Hồng Loan thì yêu thích thì sẽ mua ủng hộ chị Hồng Loan luôn cả nhà. Thì ngày mùng 5 tháng 5 này chị Hồng Loan mới cửa trương cái shop ở quận 12 nha cả nhà, là 1022 Hà Huy Giáp cô chú anh chị, phường Đình Lộc, quận 12 cả nhà. Là ngày mùng 5 chị Loan khai trương rất là ở dưới đó cả nhà. Thì hồi nói chung thì hồi trưa thì em cũng đi quay ở bờ xua cũng chia sẻ đó cô chú anh chị đó. Thì giá vé cũng rất là hời đâu cô chú anh chị thì em cũng được cập nhật cả nhà mà cũng thấy cái video trước rồi. Thì hiện tại bây giờ thì em cô chú anh chị anh chị nào mà muốn làm đẹp thì lấy vẫn cứ hằng ơn nghe cả nhà, vẫn còn khuyến mãi đến 50% đến ngày 30 tháng 4 mới hết hạn nghe cả nhà đó. Chú anh chị là chị Hiền bé cũng vừa nói chia sẻ cho tin bên miền biết như thế, thì tin bên miền cũng cập nhật lại cả nhà mình cứ muốn làm đẹp thì đến nha cả nhà. Số điện thoại là 0937 095 0330 133 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận của chú anh chị ha. Đó cả nhà.
Thì hiện tại bên trong là chị Hồng Loan đang ở với chồng đó cô chú anh chị. Chị Hồng Loan mới đi taxi ghé qua đây. Và nhân viên đang làm ở trong người. Mấy chị em làm đẹp mà vừa trình bày mỹ phẩm đó cô chú anh chị. Đó, mọi người thấy chưa? Nói chung thì em định Tây Nguyên Miền cũng định ngày hôm nay Tây Nguyên Miền xuống trước, nhưng lại em đi chung với Bồi Xô nhưng anh Bồi Xô anh đem theo hai người bạn nó hơi thiếu chỗ cả nhà, không có đủ chỗ Tây Nguyên Miền đi, cho nên một mình Tài đi thôi. Tài xuống đó Tài ở lại thì sáng mai là trưa mai là em sẽ đi xuống dưới đó cả nhà, tối là Tài về ghé về chung với em cô chú anh chị. Thì nói chung thì Tài đi trước để cập nhật những thông tin ở tại dưới Tây Ninh cho cô chú anh chị và các bạn xem đó cả nhà. Thì em cũng đứng đây để buổi chiều thì em ghé lại cập nhật cho bà con cô chú anh chị xem, thì theo để review tại cửa hàng ơi cho cả nhà mình còn giảm giá 5% nha cả nhà đó. Thì một lần nữa thì Tiên Ba Miền cũng cập nhật được cái thông tin luôn là cửa hàng phun sam Hồng Ơ đó, cả nhà, phun sam thẩm mỹ Hồng Ơ, phun sợi nha cả nhà, điêu khắc chân mày nam nữ cả nhà vẫn còn giảm giá 50%, mà cô chú anh chị mình vẫn liên hệ làm đẹp thì 0937095030 cả nhà, 133 đường Cù Lao phường 2 quận Phú Nhuận cả nhà, để đạt những ấy mà làm đẹp phun sam thẩm mỹ như đạt đạt mỹ phẩm luôn. Trong cửa hàng chị Hồng Mơ cũng có những mỹ phẩm của chị Hồng Loan để cả nhà trình bày luôn cô chú anh chị, muốn làm đâu cũng có đó cả nhà. Thì hiện tại bên trong là nhân viên vừa của chị Hồng Mơ vừa làm tắt bật phun làm chân mày mấy chị, còn phía trong có hai chị đang làm xếp những cái thùng hàng của chị Hồng Loan mới di chuyển đến đó cô chú anh chị các bạn. Thùng hàng là mỹ phẩm nha, mỹ phẩm chị Hồng Lan đó. Nói chung là cặc nick gì cả đó, em nói chung là cái tên em cũng nói hoài mà cũng quên hoài cả nhà đó. Thì em cũng đặt được công ty như cô chú anh chị biết thôi. Cô chú anh chị mình nhớ xem cái video này, nhớ trong hộ ủng hộ cho Tây Nguyên Miền một like một lượt đăng ký nghe cô chú anh chị, cho Tây Nguyên Miền có thêm những cái động lực Tây Nguyên Miền tại đây tại đó để cập nhật các thông tin và chia sẻ cho bà con cô chú anh chị như yêu mến chị Hồng Loan cũng như mến chị Ni cũng yêu mến vợ chồng anh Quy Sang nha cả nhà. Tiên Miền xin rút clip ra đây cả nhà. Cô chú anh chị, Tiên Miền đang ở trước cửa hàng Hồng Mơ nghe cô chú anh chị. Phun sam thẩm mỹ Hồng Mơ cả nhà. Thì tình cờ Tiên Miền đi ngang qua ghé qua hết chị Hồng Mơ nhưng gặp chị Hồng Loan đang ở phía trong ha. Hồng Loan đang ở trong cả nhà. Nghe cô chú anh chị. Phía trong là chị Hồng Mơ đang làm thẩm mỹ. Cô chú anh chị, chị Hồng Loan nè, chị Hồng Loan này cả nhà thấy chưa, chị Hồng Loan đang trình bày mỹ phẩm ở tại cửa hàng Hồng Ơ ha. Chị em Loan đang đứng này ngày mùa. Đêm qua để làm. Mùa thấy chưa? Đó. Thấy các đợt cặp chân thôi. Còn kính thôi không có thấy được nha cả nhà. Cho nên là đang làm cho khách em cũng không có rìu trồng vào trong review được nghe cô chú anh chị. Cả nhà đang là giao mỹ phẩm cho chị bé ơ đó cô chú anh chị, thấy được cái cặp chân thôi đó mọi người. Đồng ha.
chuyện loan kìa, chuyện loan nó, chuyện loan thấy quá chuyện này. Hey. Hello chị.